Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Thi, 31 tuổi, và một đối tượng dưới 16 tuổi, cùng trú tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, để điều tra đường dây trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm phát hiện hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, thi giao nộp hai túi ni lông, bên trong chứa ma túy, một khẩu súng cùng các dụng cụ phá khóa xe. Hai đối tượng này khai nhận ngoài hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, thì chúng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian qua, các đối tượng đã trộm được 10 xe máy, sau đó Thi sẽ chuyển xe máy lên Sơn La bán cho Nguyễn Văn Trọng, 29 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Văn Nghị, 39 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La để đưa sang Lào bán lại. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây này.